Xin chào mừng các bạn đến với Linh Kiện 789. Và ngày hôm nay tiếp tục bên mình về ở đây rất là nhiều các cái loại tấm pin năng lượng mặt trời 6V để chúng ta sử dụng thay thế cho những tấm pin năng lượng mặt trời mà bị hỏng hoặc bị vỡ. Cái loại này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công suất khác nhau. Thì mình về đây có bao gồm là 5W, 12, 15, 20, 25, 30 và 35W. Và tiếp tới lần sau nữa thì nó sẽ có thêm 40, 45 và 50W nữa. Thì đợt hàng lần này về là sử dụng cho các cái loại LED pha năng lượng mặt trời thông thường từ 50W cho lên đến tận 300W. Đó là những cái đèn tiêu chuẩn nhá. Chứ còn những cái đèn mà đèn đếu nhiều khi nó ghi lên 500, 1000W thì cái đó nó không chừng được. Thì các bạn sẽ dựa theo kích thước và công suất của tấm pin anh em nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với tấm pin với công suất thấp nhất mà bên mình đang có hiện tại ở đây. Thì tấm này nó có kích thước là bằng 219 x 174mm. Với công suất của tấm pin này là 5W và nó sẽ là tấm pin 6V. Thì các bạn thấy là điện áp hoạt động là 6V, dòng điện hoạt động là 1A, điện áp hở mạch là 7V2 và dòng điện ngắn mạch là 1,2A. Thì các bạn lưu ý là tất cả các tấm pin ở đây thì nó đều có phụ kiện đi kèm theo, là bao gồm là một cái khung giá đỡ cùng với ốc để chúng ta bắt cái khung giá đỡ vào trong cái tấm pin. Thế còn dây điện thì nó không có nhá. Còn nếu như bạn nào mà về mà thay thế cho những cái tấm pin mà bị vỡ thì các bạn chỉ cần kéo ra. Các bạn hàn vào đây chân dương và chân âm. Đúng theo thứ tự chân dương âm và chúng ta sử dụng thôi. Còn về nếu như bạn nào mà cần hàn dây thì bên mình sẽ hàn bằng dây đồng chứ không sử dụng bằng dây đi kèm. Cho nên là bên mình nhập về nó sẽ không có dây nhá. Các bạn mua mặc định là không có dây. Còn nếu như muốn có dây thì các bạn cần liên hệ với bên mình để có thể hàn dây theo cái chiều dài theo yêu cầu của các bạn. Đó là để cắt giảm chi phí nhá. Thế còn một số shop khác thì có thể là người ta lấy về thì nó có sẵn dây 5m nhưng mà nó sẽ đắt lên. Bởi vì là 5m thì có nhiều khi trong trường hợp các bạn chỉ dùng có 1 đến 2 mét thôi thì nó rất là phí. Cho nên là bên mình lựa chọn cái cách là lấy về nó không có dây. Còn về cái phần báo giá tất cả các sản phẩm trong video ngày hôm nay, mình sẽ để dưới phần bình luận video chi tiết từng sản phẩm một giá như thế nào. Còn nếu như bạn nào mà mua trên các sàn thương mại điện tử thì các bạn vui lòng xuống cái phần bình luận video sẽ có cái link mua hàng trên sàn thương mại điện tử. Nhưng các bạn lưu ý là nếu như các bạn mua trực tiếp thì cái tiền phí vận chuyển và tiền hàng nó sẽ rẻ hơn là khi các bạn mua trên sàn thương mại điện tử nhé. Bởi vì là khi bên mình mà bán trên sàn thương mại điện tử nó sẽ mất phí, cho nên là lên sàn nó sẽ đắt hơn là khi chúng ta mua trực tiếp. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có tấm này là với công suất là 12W thì nó cũng sẽ là không có dây. Các bạn cách tháo cái nắp này ra thì chúng ta cũng sẽ là kéo xuống và nắp lên. Đó. Tấm này thì nó sẽ có công suất 12W, dòng hoạt động là 2A. Tấm pin 6V. Và các bạn muốn xem chi tiết mình test từng tấm một thì chúng ta sẽ vào kênh TikTok Linh Kiện 789 là sẽ thấy bên mình đăng video chi tiết từng sản phẩm một, cứ mỗi một sản phẩm bên mình sẽ làm một video riêng. Tiếp theo đây là tấm 15W. Tấm 12W này nó có kích thước là 350 nhân với 290mm. Còn đây là tấm 15W, kích thước là 350 nhân với 350mm. Đấy, đây là tấm 15W. Nó sẽ có dòng điện hoạt động bằng 2.5A. Rồi. Cách sử dụng cũng tương tự nhé. Tiếp tục đây là tấm 20W. Cái tấm 20W này thì nó sẽ có kích thước là 350 nhân với 450mm. Với tấm pin này thì bên mình sẽ có chế độ bảo hành cho các bạn bằng 2 năm. Các bạn yên tâm. Hàng này hàng ok chất lượng nên các bạn yên tâm nhé. Rồi đây là hình dạng của cái tấm 20W. Kích thước là 350 nhân với 450mm. Dòng điện hoạt động của nó là bằng 3.33A. Điện áp hoạt động là 6V. Tiếp theo là sang bên đây là tấm 25W với kích thước là 350 nhân với 530. Pin rất đẹp. Mình để đây nó hơi bụi. Dòng điện hoạt động là bằng 4,16A. Điện áp hoạt động là bằng 6V. Cách sử dụng thì chúng ta cũng sẽ, các bạn nhớ là nhấn nó xuống để cái lẫy này nó tụt xuống, sau đó chúng ta kéo ra. Đó. Rồi đây là tấm 25W. Tiếp theo là tấm 30W. 30W này thì có kích thước bằng 350 nhân với 630mm. Đấy.
tấm 30W. Đây là mặt sau này. Điện, dòng điện hoạt động của nó là bằng 5A. Điện áp hoạt động cũng là 6V thôi. Đó. Và ở trên TikTok thì mình sẽ nói rõ với các bạn là mỗi một cái tấm pin này thì nó sử dụng cho cái hệ pin 3.2 hoặc là 3.7V với bao nhiêu Ah một ngày thì nó phù hợp. Thì mình sẽ có video chi tiết ở trên TikTok nhé. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có tấm pin là 35W. 35W này thì nó sẽ có kích thước là 350 nhân với 700mm. Rất to. Dòng điện hoạt động là bằng 5.8A. Điện áp cũng là 6V. 35W. Cách sử dụng cũng tương tự như các cái tấm kia, không khác gì cả. Phụ kiện cũng đi kèm cũng tương tự luôn. Rồi sang bên đây thì bên mình có pin lithium về lần này. Thì đây là pin lithium về cái đợt này là có một đấy thôi. Ở đây thì là pin 70Ah, 3.7V 70Ah. Đó, các bạn thấy này. Pin này là pin 70Ah này. Rồi. Pin này là pin 60Ah này, đây. Đây cũng có 60 này. Và tiếp theo pin này thì rất là nhiều anh em đang bán ở trên mạng là sử dụng bằng cái pin này. Pin này là 33140. Pin 3.2V. Dung lượng là 15Ah. Đấy thì mình lấy cái này về để cho anh em nào mà muốn lưu trữ cái hệ thấp á, hệ đóng hệ thấp để chúng ta sử dụng cho năng lượng mặt trời. Chứ còn thực tế cái pin này thì mình cũng không muốn đóng cái pin này. Đây, mình thường thường mình hay lấy các cái khối pin giống như này, khối pin nhôm này. Và mình sẽ đóng theo cái yêu cầu của các bạn. Cho nên là bên mình sẽ nhận đóng tất cả các cái dung lượng khác nhau để cho các bạn lưu trữ năng lượng mặt trời, hoặc là để đánh kích, hoặc các bạn sử dụng vào rất là nhiều mục đích khác nhau. Nhưng mình sẽ sử dụng các cái cell pin nó có cái dung lượng tương đương với các bạn mua. Chứ bên mình không đóng nhiều viên cái dạng nhỏ nhỏ như thế này. Bên đây là mình lấy về để mình đóng theo dạng kiểu là 12V 15A hoặc là 30A để cho anh em dùng quạt, dùng đèn, dùng cho cái nhu cầu bình thường hàng ngày ở nhà thôi. Chứ còn nếu như dùng hệ năng lượng to lớn hơn thì bên mình sẽ tư vấn sang các những cái pin ví dụ như 100A hoặc là 200 hoặc là 300. Thì bên mình sẽ lấy những cái viên là 100A luôn, chứ không có dùng nhiều viên này để ghép lại thành một. Bởi vì mình thấy rồi, theo như kinh nghiệm của mình á, nếu như các bạn mà sử dụng cái hệ 200A, thay vì các bạn dùng 4 viên 200A thì nó sẽ bền hơn là khi các bạn sử dụng 10 viên 20A. Đó là theo như cái kinh nghiệm mình đóng lâu nay. Thì các bạn lưu ý là nếu như anh em mà sử dụng cho cái hệ này mà đóng thành 4 viên hoặc 8 viên để chúng ta sử dụng bình thường trong gia đình thôi, thì chúng ta nên đóng cái pin nhỏ này. Còn nếu như mà dùng hệ lớn thì chúng ta nên đóng các cái pin lớn nhé. Tiếp theo là ở đây là cái mạch điều khiển sạc xả 2S dành cho pin 3.2V. 2S 3.2 nhé. Thì nó sẽ cho ra chúng ta một cái hệ gọi là hệ bình ắc quy 6V đấy. Chẳng hạn như các bạn sử dụng bằng pin 32700 hoặc là chúng ta sử dụng bằng pin pin 33140 này á, thì cái pin này là 15A, hai pin nó sẽ là tổng là bằng 6V 15A nhé. Thì khi chúng ta kết hợp với một cái mạch điều khiển sạc xả 2S dành cho pin 3.2V này vào, thì chúng ta sẽ có cái bình này là bình 6V 15A. Đó, 6V 15A. Chỉ cần hai pin là chúng ta dùng quạt vô tư luôn. Thì cái quạt thông thường bây giờ nó dùng bằng bình ắc quy chì màu đen đen đấy, bình 6V 5A đấy. Thì khi chúng ta mà sử dụng một cái này thì nó bằng ba cái bình đó luôn đấy. Những cái quạt nào dùng 6V thì chúng ta sẽ dùng hai cục. Còn những cái quạt nào mà nó sử dụng bằng hai bình 6V nhưng nó ghép chung lại với nhau thành 12V chẳng hạn, thì chúng ta lại phải cần 4 viên thì nó mới ra 12V được. Còn không thì chúng ta chỉ cần dùng hai viên như thế này cũng là 6V 15A rồi. Như vậy là nó gấp 3 lần cái bình ở trong quạt nhé. Quạt nó dùng hai bình thì chúng ta dùng hai pin này là bằng ba cái bình ở trong quạt rồi. Rồi đây là cái mạch điều khiển sạc xả 2S. Đây thì lại có tiếp nữa là mạch điều khiển sạc xả dành cho pin 3S. 3S 40A. Đây là phiên bản 3S 40A và có thêm phần cân bằng pin nhé. Và các bạn lưu ý là 3S 40A này nó có thêm một cái phiên bản nữa là nó không có cái phần cân bằng này đâu. Đấy. Đây là mạch 3S 40A là ra cái bình chúng ta đóng bằng pin 3.7V. Đóng bằng 3S thì nó sẽ ra là bằng 12.6V là điện áp sạc đầy. Thay vì đó thì sẽ có mạch tiếp nữa là nó là mạch 3S 60A.
Hình thức thì nó tương tự như cái mạch 40A kia thôi, nhưng nó chỉ khác rằng là các cái MOSFET nó sẽ chịu được dòng cao hơn và nó cũng sẽ có phần cân bằng luôn nhá. Thì cái này thường thường là mình sẽ đóng vào trong các cái quạt tích điện cho khách, mình đóng bằng cái cell pin 10A hoặc là cell pin 14A, sau đó là lắp vào cái quạt 12V thì nó sẽ ra một cái quạt tích điện và bán cho các bạn về sử dụng. Thì các bạn yên tâm là cái độ bền và pin nó dung lượng cao, chứ không phải là đóng bằng mấy cái viên pin 18650 có 2A hoặc là 2.5A như hiện tại bây giờ các cái quạt mà đang bán trên thị trường. Rồi và tiếp theo đây là mạch 4S 3.2V cũng có luôn phần cân bằng nhá. 4S 3.2V này thì đóng cho cái hệ 12V. Đấy, cái này có dòng điện là bằng 30A. Thì cũng giống như mình nói lúc nãy đây, 4S thì là bằng 4 viên như thế này, 4 viên 3.2V nhá. Đây, 4 viên như thế này. Với kết hợp một cái mạch như thế này, chúng ta sẽ có một cái bình ắc quy là 12V 15A. 12V 15A này nó tương đương, nó gần như tương đương với cái bình ắc quy 12V ở trong cái bình thuốc sâu á, bình phun thuốc á. Thì như vậy là các bạn chỉ cần kết hợp một cái mạch này cùng với 4 viên này là chúng ta sẽ thành một cái hệ 12V 15A để thay thế vào những cái bình thuốc, bình phun thuốc, bình thuốc sâu á, thì chúng ta sử dụng vô tư. Đối với pin này thì nó bền lắm, các bạn dùng 5-7 năm nó mới hỏng thôi, thoải mái nhé. Tiếp theo ở đây nữa là các cái chip LED. Chip LED thì ở đây bên mình về lần này có cái chip LED này là chip LED COB 220V. Các bạn chỉ cần cấp nguồn trực tiếp điện 220V vào hai cái cực LN này là chip LED sáng luôn. Chúng ta không cần phải cái bộ driver của nó, bộ nguồn của nó nữa, mà chúng ta chỉ cần cấp nguồn trực tiếp là nó sáng. Thì các bạn thấy là ở đây là nó là chip LED COB nhé. Đây là một cái công nghệ LED rất là mới hiện tại bây giờ. Nó cũng được vài năm gần đây rồi, nhưng mà nó cho ra cái hiệu suất rất là tốt. Thì các bạn thấy là thay vì chúng ta cứ tháo cái đèn ra thì sẽ thấy có một cái cục nguồn ở bên trong hoặc là hai cục nguồn. Sau đó là sẽ có một cái chip LED và cái chip LED đó chỉ mình LED không thôi. Thì thay vì thế thì người ta đã tích hợp các cái linh kiện nằm ở trên cái mạch LED này luôn rồi. Các bạn thấy đấy, linh kiện nó nằm tất cả trên mạch LED này rồi. Cho nên là các bạn chỉ cần mua cái chip LED này về thay thế vào trong cái chip LED cũ và đấu trực tiếp nguồn luôn, không qua cái bộ nguồn của nó nữa, là chúng ta sử dụng bình thường. Thì đây là phiên bản 200W nhé. Còn bên mình có cái phiên bản là 150, 100, rồi 50W. Đấy, rất là nhiều các phiên bản chip LED COB khác nhau. Thì về chip LED COB thì đây lại còn có tiếp nữa là cái loại này là với công suất là bằng 20W. Với cái phiên bản chip LED COB này á, thì bên mình có 3 phiên bản, hình thức giống như y hệt như này luôn. Có nghĩa là nó chỉ khác nhau mỗi về công suất thôi, chứ còn cái kích thước của nó tương tự nhau. Thì đây là phiên bản 20W, nó sẽ có một con IC ở đây. Còn phiên bản 30W nó có hai con IC. Phiên bản 50W nó sẽ có 4 con IC nằm ở đây này. Đấy, các bạn lưu ý nhé, đây là chip LED COB 220V 20W. Và đây là các cái chip LED năng lượng mặt trời. Các bạn sử dụng để chúng ta thay thế vào những cái đèn năng lượng mặt trời đã bị hỏng mạch LED, hoặc là chúng ta sử dụng để chế làm đèn LED năng lượng mặt trời, làm đèn lưu trữ, hoặc các bạn có thể là tận dụng các cái viên pin mà chúng ta dư, viên pin 3.2 hoặc 3.7V để chúng ta sử dụng làm đèn lưu trữ. Thì ở đây hàng về thì nó chưa có hàn đâu, bên mình đã mang vào đây và hàn sẵn cho anh em rồi. Đây ví dụ như cái chip này là chip 60W thì bên mình đã hàn sẵn ra hai cặp dây. Một cặp dây là S cộng và S trừ, có nghĩa là solar, chúng ta đấu vào tấm pin năng lượng mặt trời. Và một cặp dây B cộng và B trừ là đấu vào pin lithium 3.2 hoặc là 3.7V thì chúng ta sẽ sử dụng nó bình thường. Thì đây có 60W này, rồi 100W, 200W. Đây có phiên bản là 240W này. 240W. Rồi có phiên bản tiếp nữa là LED bàn chải 6 khoang 300W này. Đó, bên mình có rất là nhiều mẫu. Thì anh em cần cái mẫu nào thì có thể liên hệ bên mình. Đây có cái phiên bản nữa là 200W 4 khoang, đây là LED pha 200W 4 khoang nhé. Ngoài ra cái 4 khoang này bên mình còn có cái loại 100W nữa. Rồi ok, như vậy đây là cái phiên bản 100W này. Đây là 4 mạch 100W anh em nhé. Đấy, 100W LED pha. Rồi như vậy là nếu như anh em mà có nhu cầu mua các cái chip LED năng lượng mặt trời khác nhau á, thì bên mình đều có nhé. Bên mình hầu như cũng có tương đối đấy. Các bạn thấy là bên đây lại tiếp tục một cái phiên bản LED bàn chải 100W này. Bàn chải một khoang. Rồi LED bàn chải một khoang 300W này.
rồi 200W này, rất là nhiều các mẫu khác nhau. Rồi như vậy là bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm thì các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo 0355 774 789 hoặc là 0399 774 789. Về giá sản phẩm của từng sản phẩm một trong video này thì các bạn vui lòng xuống phần bình luận video, mình sẽ để giá công khai ở dưới phần bình luận video từng sản phẩm một nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.